Tràng Long một chủ đề mình nghĩ là không bao giờ hết hot đúng không? Đặc biệt là trong mùa hè khi mà da của chúng ta dễ bị bắt nắng, dễ bị đen đi, sạm đi thì nhu cầu dưỡng trắng lại càng cao. Và trong khi những dòng sản phẩm dưỡng trắng ở thị trường Việt Nam đang còn khá hỗn loạn thì mình rất muốn mọi người hiểu rằng dưỡng trắng là một quá trình chăm sóc da lâu dài và nó cần thời gian vì dục tốc bất đạt. Và mình cũng hiểu là những cái bạn mà đang có da bị thâm mụn, bị nám, tàn nhang, bị sạm, bị đen thì mọi người rất nôn nóng trong việc tìm một sản phẩm mà có thể giúp mọi người cải thiện được làn da của mình. Tuy nhiên thì mọi người hãy đảm bảo được yếu tố an toàn trong việc sử dụng những sản phẩm làm trắng nhé. Hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau chia sẻ về những sản phẩm làm trắng an toàn, hiệu quả có giá dưới 500k nhé. Đầu tiên mình đang có ở đây đó chính là hai sản phẩm đến từ Hadalabo, dòng Perfect White Supreme. Hôm mà mình nhận được cái bộ đôi dưỡng trắng chuyên sâu này thì trời ơi, trái tim mình như tan chảy luôn mọi người ạ. Hai bạn ý được đặt trong một chiếc hộp và xung quanh toàn là hoa hồng trắng, thơm ơi là thơm. Và mình tin chắc là Hadalabo là một thương hiệu mà đã rất nhiều bạn biết đến rồi. Tuy nhiên cho những ai chưa biết thì Hada trong tiếng Nhật có nghĩa là skin, là làn da, còn Labo có nghĩa là phòng lab, phòng thí nghiệm. Nên mình hiểu là những sản phẩm chăm sóc da của Hadalabo là những sản phẩm đã được nghiên cứu kỹ càng ở trong phòng lab. Nghe thôi đã thấy tin tưởng và xịn sò rồi đúng không? Rồi chúng ta sẽ quay lại review về cặp đôi này nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có một bạn dung dịch dưỡng trắng chuyên sâu. Bạn này thì có texture trong, lỏng, sệt sệt đặc trưng của lotion. Khi mà tán lên da thì nó thẩm thấu rất là nhanh mọi người ạ. Vì là thành phần của sản phẩm không có chứa hương liệu nên cái mùi của nó khá là nhẹ và dễ chịu mọi người ạ. Nếu như mà chúng mình tập trung apply sản phẩm lên mặt thì gần như là không ngửi thấy mùi gì nữa. Với bạn này thì mình cũng dùng khá là linh hoạt. Khi mà tắm xong, rửa mặt xong, mặt khô thì mình sẽ đổ một chút ra tay và vỗ vỗ tác tác đều lên mặt. Rồi có những hôm mà mình có nhiều thời gian hơn thì mình sẽ cho bạn này ra một cái miếng bông đôi và mình đắp lotion trong tầm 1 tới 2 phút. Hoặc là có những hôm lười hơn nữa thì mình sẽ sử dụng bạn này như là một loại serum luôn. Và mình cảm thấy là nó cấp ẩm cực kỳ tốt cho da, tạo một cái màng ẩm nhẹ nhàng đủ để làm cho da cảm giác như là mịn và no nước cái lúc đấy mà không hề nhờn dít một chút nào cả. Apply lên là nó sẽ kiểu hút hết vào da luôn. Tiếp theo ở đây chúng ta có một hũ kem dưỡng trắng chuyên sâu. Bạn này thì cũng không có hương liệu nhưng mà khi thoa lên da thì cái mùi của nó vẫn khá là dễ chịu. Nhiều những cái loại sản phẩm mà nó không chứa hương liệu thì nó có một cái mùi nó rất là khó ngửi ấy. Thì bạn này mình lại không thấy nó khó ngửi mà nó cũng có một cái mùi nhẹ thôi. Bạn này thì có texture dạng kem đặc nhưng mà thẩm thấu cũng khá nhanh. Và mình khuyên là mọi người nên vỗ vỗ tát tát vào da như thế này để chúng ta tán đều được cái lượng kem và giúp kem thẩm thấu vào da cũng nhanh hơn. Bạn kem dưỡng này của Hadalabo thì chúng ta có thể dùng cả sáng cả tối. Buổi sáng thì chúng ta thoa một lớp mỏng thôi, nó sẽ ráo rất là nhanh và nó vẫn cung cấp đủ độ ẩm cho da, phù hợp với những bạn nào mà muốn sử dụng kem dưỡng trắng nâng tông trước khi sử dụng kem chống nắng. Còn buổi tối thì chúng ta thoa một cái lớp dày hơn một chút để cái kem này nó phát huy được cái hiệu quả là dưỡng trắng và nó cấp ẩm cho da sâu hơn. Hiện tại thì da cổ và da mặt của mình đang khá là lệch tông, mặt của mình trắng hơn cổ nên dạo gần đây thì mình hay tập trung thoa mỏng cho mặt thôi, còn thoa dày hơn cái bạn kem Hadalabo này vào cổ. Mình hy vọng là sau một tháng nữa thì cái da cổ của mình nó có thể trắng đuổi kịp da mặt của mình. Giống như bạn lotion thì bạn kem dưỡng này cũng thẩm thấu khá là nhanh. Mình thấy nó sẽ phù hợp với mọi loại da và sẽ hợp hơn một chút xíu cho những bạn nào có da khô cho tới da hỗn hợp. Còn những bạn nào mà da dầu, quá nhiều dầu thì mọi người hãy thoa một cái lớp mỏng nhẹ thôi là được nhá. Tiếp theo chúng ta sẽ phân tích bảng thành phần của hai bạn này xem là sản phẩm này có thành phần gì hay ho nổi bật mà sẽ giúp da của chúng ta được dưỡng trắng sâu hơn nhá. Thì ở đây một thành phần đầu tiên nổi bật nhất chúng ta có thể đọc thấy ngay ở trên cái phần mặt trước của bao bì, đó chính là tranexamic acid. Tranexamic acid là một thành phần tiêu biểu đã được minh chứng là có khả năng giúp ức chế việc hình thành sản sinh sắc tố melanin làm cho da của chúng ta có thể mờ nám, đốm nâu và tàn nhang. Ngoài ra thì nó còn có công dụng trong cái việc là kháng viêm và phục hồi da do tổn thương của tia UV. Thành phần thứ hai mà chúng ta có thể đọc ở đây đó chính là phức hợp platinum. Thì đây là một phức hợp bao gồm vitamin E, vitamin C có khả năng chống oxy hóa và làm đồng đều màu da. Thứ ba mà chúng ta thấy ở đây đó chính là hệ dưỡng ẩm toàn diện gồm 5 loại hyaluronic acid. Như mọi người đã biết, HA là một cái thành phần cực kỳ quan trọng trong việc dưỡng ẩm sâu rồi. Nhưng mà trong việc dưỡng trắng thì HA cũng cực kỳ quan trọng vì nó là những cái phân tử rất là nhỏ, nó sẽ đi sâu vào trong da và dẫn theo hai cái thành phần chính là tranexamic acid và phức hợp platinum vào sâu trong da của chúng ta, làm cho cái hiệu quả dưỡng trắng của chúng ta được tốt hơn so với những cái loại kem dưỡng trắng thông thường. Mình sẽ chia sẻ với mọi người một
chút về hiệu quả sau khi sử dụng bộ đôi này. Thì cái buổi tối đầu tiên hôm trước mình dùng hai sản phẩm này thì sáng hôm sau mình ngủ dậy mình chỉ cảm nhận được cái độ ẩm mà nó mang lại, kiểu da của mình căng tinh 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 tinh. Còn sau 2 tuần sử dụng, đến bây giờ là sau 2 tuần mình sử dụng sản phẩm này rồi, thì mình có nhận thấy là da của mình nó đều màu hơn, nó sáng hơn, trông thấy thực sự là cái phần cổ của mình thì mình cảm thấy nó thay đổi rõ rệt luôn ấy. Đó là trên cái làn da không nhiều khuyết điểm của mình thì mình cảm thấy là nó đều màu hơn và cái cổ của mình nó có sáng hơn. Còn đối với những bạn nào mà da mọi người đang bị nám, bị tàn nhang, bị sạm thì có thể là mọi người sẽ cần nhiều thời gian hơn mình. Chỉ cần sau khoảng 28 ngày, 1 tháng là mọi người có thể thấy rõ được cái sự cải thiện mà cái sản phẩm này mang lại. Mình có thể đảm bảo luôn vì là da cổ của mình nhìn thấy rõ rệt luôn ấy. Và một cái sản phẩm dưỡng trắng an toàn như thế này thì mình cực kỳ hay recommend mọi người, đặc biệt là những ai mà ngoài độ tuổi 20 năm đang gặp những cái vấn đề của lão hóa, mọi người cần tìm một sản phẩm giá bình dân mà dưỡng trắng ok thì đây, highly recommend mọi người nhé, cực kỳ dễ tìm luôn ở các hiệu thuốc hay là trong siêu thị. Tiếp theo chúng ta sẽ có một số dòng serum. Đương nhiên nhắc tới làm trắng thì chúng ta không thể không nhắc tới vitamin C rồi đúng không? Nhưng trong video cách chọn serum cho từng loại da mình đã tổng hợp và phân tích khá là cụ thể chi tiết cho mọi người rồi, nên video ngày hôm nay mình sẽ nói nhanh qua các dòng vitamin C mà mình đã dùng và cảm thấy hiệu quả nhé. Đầu tiên, một sản phẩm vitamin C mình cực kỳ yêu thích của Hàn Quốc đó chính là Clay Specialty Juice Vitamin C Drop. Cái này mình cũng đã review cho mọi người một vài lần rồi. Và đây mọi người thấy không, mình đã dùng hết một cái lọ này rồi, tới mức mà những cái dòng giọt cuối cùng mình khó lấy ra quá, xong mình để nó bị oxy hóa chuyển sang màu nâu luôn rồi. Bạn này thì chúng ta nếu mà cẩn thận thì các bạn bảo quản trong tủ lạnh cũng được. Còn mình thì kiểu mình dùng nhanh ấy, mình dùng nhanh hết lắm. Một sản phẩm mình test xong mình dùng với cái lượng nhiều ấy thì mình không có bảo quản trong tủ lạnh, thì đến những cái giọt cuối này nó cũng chưa bị chuyển nâu đâu. Mà cái này mình để lâu quá ở ngoài không khí rồi thì nó mới bị chuyển nâu vàng như thế này thôi. Khi mà thoa lên da thì sẽ thấy nó hơi bị nóng nóng. Nếu như lần đầu dùng mọi người sẽ cảm thấy nó bị nóng nóng thì đây là một cái hiện tượng bình thường, mọi người hãy yên tâm. Còn cái texture của nó thì không thẩm thấu quá nhanh đâu. Vì thường khi mà thoa serum, nói chung ấy thì mình hay thoa một cái lượng rất là nhiều. Đấy chính là lý do mà nó sẽ bị hơi không thẩm thấu nhanh một chút. Cái bạn này thì cũng vậy. Nên chúng ta phải đợi tầm 1 cho tới 2 phút để tất cả cái lượng serum nó thẩm thấu hết vào da thì chúng ta mới thoa đến cái bước tiếp theo. Tiếp theo ở đây thì mình còn có một bạn tinh chất trị thâm làm sáng da CC Melo. Bạn này thì mình đã có hẳn một video review về bộ sản phẩm này rồi, vậy nên mình sẽ để link phía dưới cho mọi người có thể xem kỹ hơn. Về cái cảm nhận khi sử dụng bạn này thì mình thấy nó giống y như cái bạn serum Clay, tức là nó đều thẩm thấu khá là chậm ở trên da và cần chúng ta đợi 1 cho tới 2 phút thì mới dùng được những cái bước dưỡng tiếp theo. Nhưng mà cái ưu điểm hơn của bạn này đó là so với bạn Clay thì bạn này mình thấy là cái hiệu quả làm trắng của nó nhanh hơn. Và đây cuối cùng thì mình sẽ có một sản phẩm vitamin C mà mọi người có thể nhìn thấy hiệu quả nhanh nhất có thể. Đây là bạn Pure Vitamin C, gọi tắt nhanh là C21.5 của By Wish Chen. Bạn này mình đã dùng cách đây 1-2 năm gì đó. Lâu quá rồi mình mở ra nó còn, trời ơi. Sorry mọi người, nhưng mà cái này của mình để rất là lâu rồi, kiểu mình giữ lại cái packaging ấy, nó đã bị oxy hóa chuyển sang vàng hẳn như thế này rồi. À quên mất, cái thiết kế của bạn CC Mail này thì mọi người không cần phải bảo quản trong tủ lạnh nhá, vì nó được thiết kế phủ bạc như thế này rồi thì nó tránh được cái tác động của ánh sáng mặt trời vào, nên cái khả năng bị oxy hóa là thấp. Khi mà thoa serum C21.5 này lên da thì chúng ta sẽ thấy cảm giác trông chích rõ rệt luôn. Trời ơi, cái này mặc dù oxy hóa rồi mà mình vẫn thấy nó trông chích mọi người ạ. Vậy nên mặc dù là cái khả năng làm trắng của nó rất là tốt, nhưng mà nó lại dễ làm cho da của mọi người bị kích ứng hơn những cái loại như là Clay này, vì cái nồng độ vitamin C của nó là 21.5. nên mình khuyên là những cái da nào của mọi người mà đã từng sử dụng vitamin C không bị phản ứng rồi thì mọi người có thể bắt đầu luôn với cái C21.5 này khi mà mọi người muốn làm trắng nhanh. Còn không thì mình khuyên là mọi người nên bắt đầu từ Clay trước, vì mình sợ là những cái bạn mà bị thâm mụn, thường là da của mọi người nó đang bị tổn thương ấy, khi
khi mà mọi người dùng cái này mình sợ là nó sẽ không thực sự tốt lắm cho da trong thời gian đầu. Rồi chúng ta sẽ kết thúc video ngày hôm nay với 3 điểm cần lưu ý khi sử dụng tất cả những sản phẩm vừa rồi mình review cho mọi người. Đầu tiên đó là mọi người cần phải apply tất cả những sản phẩm dưỡng trắng này trên một làn da sạch, tức là phải tẩy trang sạch sẽ và dùng sữa rửa mặt để cho da sạch 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 nhất có thể. Thứ hai đó là trừ cái cặp đôi Haralabo này thì nó có kem dưỡng rồi, khi mà chúng ta dùng chung cả cặp này thì ok, nhưng mà đối với những sản phẩm serum như thế này thì chắc chắn là phải thêm một cái lớp kem dưỡng nữa để chúng ta khóa lại hết tất cả những cái dưỡng chất, những cái tinh chất làm trắng mà chúng ta vừa mới apply lên thì nó mới có hiệu quả. Một số bạn là chỉ có thoa serum dưỡng trắng xong đi ngủ thì chắc chắn là nó sẽ bị giảm hiệu quả cái việc dưỡng trắng đó lại nhá. Lưu ý thứ ba đó là sau khi chúng mình đã dưỡng trắng da khỏe rồi, trắng lên rồi thì chắc chắn là chúng mình phải bảo vệ da dưới tác hại của tia UV bằng cách là học tập thói quen sử dụng kem chống nắng hàng ngày. Về kem chống nắng thì mình đã review cho mọi người quá nhiều loại rồi, nhưng mà hôm nay có một sản phẩm mới hơn, cái này mình cũng đã nói qua rồi. Đây là sản phẩm kem chống nắng của MacBrand, là một cái dòng kem chống nắng mà những bạn nào muốn trải nghiệm nhiều kem chống nắng thì cũng hãy nên thử, vì nó phù hợp với mọi loại da luôn, kiềm dầu rất tốt trong mùa hè này và thẩm thấu cũng rất là nhanh nữa. Đó thì mọi người nhớ là việc sử dụng kem chống nắng thì tất cả những cái sản phẩm này nó mới phát huy được hiệu quả nhá. Ok, vậy là mình đã hoàn thành xong nhiệm vụ của video ngày hôm nay rồi. Hy vọng đây đã là một video có ích nhá. Thực sự là mình rất mong mọi người luôn có một làn da khỏe, căng bóng và trắng mịn. Thế nên nếu như có bất cứ một cái yêu cầu nào muốn mình review thì hãy comment ở phía dưới cho mình biết với nhá. Chúc mọi người luôn xinh. Bye bye.